có Bồ Tát là vô tận ý, từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai. Trung thành trịch áo bài vai, hướng về Đức Phật chấp tay bạch rằng: Bạch Đức Phật Quán Âm Bồ Tát, nhân duyên gì tên đặt Quán Âm? Phật rằng: này gã thiện nam, nếu như muôn nước trăm ngàn chúng sinh bị khổ não điêu linh tai ách, nghe Quán Âm Bồ Tát oai linh, một lòng khẩn thiết xưng danh thời Bồ Tát Quán Âm thanh cứu nàng. Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nạn, niệm Quán Âm lửa chẳng đốt tiêu, oai thần Bồ Tát cao siêu, chúng sinh xưng niệm thoát điều nguy nan. Hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn, niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền, oai thần Bồ Tát diệu quyền, chúng sinh xưng niệm thoát miền nguy nan. Hoặc sinh chung trăm ngàn muôn ức, cầu bát vàng bao vật trân châu, xa cừ mã não sang hồ lưu ly, hồ phách lộ đồ gian nguy. Vào biển cả gặp khi gió bạc, thuyền tập bờ la sát nguy nan. Một người xưng niệm Quán Âm, mọi người nương cậy oai thần cứu an. Hoặc có kẻ thân lâm đau nàng, niệm Quán Âm gái đoạn gươm đau, oai thần Bồ Tát nhiệm màu chúng sanh xưng niệm nàng nào cũng qua. Hoặc có quỷ già xóa la sát, khắp tam thiên toàn bắt chúng nhân, nghe xưng danh Quan Thế Âm mắt không dám ngó hung tầm hại ai. Hoặc kẻ tội hoặc người vô tội, bị gông cầm ràng trói tâm thân, xưng danh Bồ Tát Quán Âm gông cầm rời ra tâm thân nhẹ nhàng. Hoặc thương khách trên đàn hiểm trở, dắt gia nhân chuyên chở bao trăng, đây đàn oan tặc ác nhân, một người trong bọn bình tâm sướng rằng: các nam tử xin đừng hốt hoảng, phải một lòng niệm tưởng Quán Âm. Ngày ban vô ý diệu thâm, chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nạn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các thương nhân đồng phát tiếng xưng, nhờ xưng danh hiểu ân cần, đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát,
sức oai thần to tát giường kia. Nếu người dâm dục nhiều bài niệm danh Bồ Tát dứt lìa dâm tâm. Nếu có kẻ nhiều sân lắm hận, niệm Quán Âm hận tận sân lìa. Nếu người si chướng nhiều bài niệm danh Bồ Tát dứt lìa si tâm. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát sức ngoài thần to tát dường kia. Năng làm lợi ích nhiều bề chúng sanh tâm niệm chứ hề lãng sao. Nếu phụ nữ muốn cầu con cái, năng cung dường lễ bái Quan Âm cầu nam thì đặng sanh nam, cầu nữ sanh nữ chi tâm đắc thành. Cầu nam được trai lành đức trí, cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh. Trước đồng cõi đức nhân lành, ai ai nhìn thấy kính thành ai thâm. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát sức oai thần to tát dường kia. Cùng dường lễ bái chi chi chẳng hao mất phước nên trì niệm danh. Vì ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát niệm nhiều tên như các sông Hằng. 62 ức gia tăng sầm sanh tứ sự cúng dân trọn đời. Vô tận y vậy người suy nghĩ, công đức người dường ấy nhiều chăng. Ngài vô tận ý thưa rằng thế tôn phước ấy vô ngần thiết chi. Phật lại nói bằng khi có kẻ niệm Quán Âm cho chỉ một thời. Cúng dường lễ bái đức ngài phước so người ấy kẻ này như nhau. Ngàn muôn ức kiếp sau chẳng dứt, niệm Quán Âm phước đức vô ngần. Ngài vô tận ý bạch rằng thế tôn Bồ Tát Quán Âm sao là. Dạo khắp cõi ta bà thế giới, vì chúng sanh dạng nói pháp lành. Sức màu phương tiện độ sanh đâu là duyên cơ cuối sinh giải bài. Phật mới bảo hỡi này nam tử, có chúng sanh quốc độ xa gần. Muốn cầu thân Phật độ dân Quan Âm liền hiện Phật thân hộ trì. Cõi muốn được bích chi quá độ, hiện bích chi vì đó giảng kinh. Muốn tinh văn đến độ sinh, hiện tinh văn đến pháp lành tuyên dương. Cõi muốn được phạm dương quá đầu,
chuyện phạm dương gì đó giảng kinh, muôn cầu đây thích độ sinh, hiện thân đây thích pháp lành giảng phân. Muốn tự tại thiên thân quá độ, hiện thân này vì đó giảng kinh, muốn đại tự tại thân hình. Hiện đại tự tại thuyết minh độ trần, muộn thiên đại tướng quân quá độ. Hiện tướng quân vì đó giảng kinh, muốn tỳ xa đến độ sinh, hiện tỳ xa đến pháp lành giảng phân. Muốn tiểu vương dùng thân quá độ, hiện thân này vì đó giảng kinh, muốn cầu trưởng giả độ sinh. Hiện thân trưởng giả thuyết trình lý chân, muốn cư sĩ dùng thân quá đầu. Hiện thân này vì đó giảng phân, coi nào muốn bậc tế quan, hiện tế quan đến luận bàn cao xa. Coi muốn được bà la môn đồ, hiện thân này vì đó giảng kinh, muốn cầu tư chúng độ sinh, hiện thân tư chúng thuyết minh luận bàn. Muốn phụ nữ của hàng trưởng già, bà la môn cư sĩ tế quan, tức tỳ hiện phụ nữ thân tùy cỡ nói pháp độ dân muôn ngàn. Coi muốn được đồng nam quá độ, hiện đồng nam vì đó giảng kinh, muôn cầu đồng nữ độ sinh, hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra. Muôn thiên long dạ xóa càng phát, ca lâu la cùng các tu la, thần na la ma hầu la, muốn cầu tất cả nhân và phi nhân, hiện thân đó ân cần nói pháp. Phương tiện này đổ khắp thế gian, muốn cầu thần chấp kim cang, hiện thân thần chấp kim cang độ trần. Vô tận ly Quán Âm Bồ Tát, thành tựu phần công đức ngoài linh, thần thông hiện các thân hình, vào cùng khắp cõi độ sinh thoát nạn. Các ngươi phải cúng dường chăm chỉ, chỗ nguy nan vô ý bàn ra. Cho nên trong cõi ta bà gọi vô ý thì đó là Quán Âm. Vô tận ý thưa rằng bạch Phật, con cũng dường Bồ Tát Quán Âm, cởi sâu anh lạc bảo trần báo màu đáng giá nghìn trăm lượng vàng. Dân Bồ Tát thưa rằng nhân già, nhân của này pháp thí bảo trần. Bây giờ Bồ Tát Quán Âm không ưng thọ lành bảo trần cúng dường. Vô tận ý thưa cùng Bồ Tát,
xin từ bi thọ nạp bảo trân. Bây giờ Phật bảo Quán Âm phải thượng cư chúng cùng hàng thiên long. Vô tận ý trong dòng Bồ Tát A Tu La Càng Thác Giả Xoa Ca Lầu La Cận Na La Ma Hầu La Giới Nhân và Phi Nhân. Ma Thọ Lạnh Bảo Trân Anh Lạc Tức Thời Ngài Bồ Tát Quán Âm. Thương trong tư chung các hàng thiên long nhân với các đoàn phi nhân. Nhân anh lạc hai phần phân tách, kính dâng lên hai đức Phật đàn. Một phần dâng Phật Tích Ca, một phần phụng pháp Phật đã bao gần. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát có sức thần to tác dường kia. Ta bà tự tại đi về ngài vô tận y kệ thi hỏi rằng. Đức Thế Tôn tương tốt, con xin hỏi lại rằng, nhân duyên gì Bồ Tát tên gọi Quán Thế Âm? Phật hoàn toàn tương quý, kể đáp vô tận ý, người nghe lực Quán Âm. Khắp nơi nơi hiển thị, hầu nhiều ngàn ức Phật, nhiều kiếp khó lường biên. Quán Thế Âm Bồ Tát phát rộng thanh tịnh nguyện, ta vì người lượt nói. Nghe thấy niệm Quán Âm các khổ não tiêu diệt, nếu một niệm thành tâm. Dầu ai có ác tâm, số té hầm lửa độc, nhờ lực niệm Quán Âm hầm lửa thành ao nước. Hoặc ai chìm biển cả, mắt nạn quỷ rồng cá, nhờ lực niệm Quán Âm sông gió không gây hòa. Hoặc có kẻ ác tâm, từ tu di xô ngà, nhờ lực niệm Quán Âm như mặt trời không hạ. Hoặc có kẻ đuổi phăng, từ kim can té xuống, nhờ lực niệm Quán Âm một mái lông chẳng tồn. Hoặc giặc oán gì gần, đều cầm gươm muôn hài, nhờ lực niệm Quán Âm lòng lành kia bỗng khởi. Hoặc tội vua phạm nhầm, sắp thọ hình tuyết màng, nhờ lực niệm Quán Âm đau liền gái từng đoàn. Hoặc mắt canh giam cầm, tay chân bị cầm coi, nhờ lực niệm Quán Âm tự nhiên đặng thoát khỏi. Hoặc bị đầu độc ngầm, ai mưu hại mình khổ, nhờ lực niệm Quán Âm mưu hại quần về đó. Hoặc gặp la sát gần,
rồng độc cùng quỷ quái, nhờ lực niệm Quan Âm thái đều không dám hại. Bị thu giữ dây quần, nhăn năng xòe vuốt đoan, nhờ lực niệm Quan Âm dội tìm đường chạy trốn. Rắn độc và bò cạp, hà hơi độc đốt khắp, nhờ lực niệm Quan Âm nghe tiếng liền ẩn nấp. Mây dần sâm sét nhãn, mưa đá tuôn hỗn loạn, nhờ lực niệm Quan Âm tức thời đều tiêu tan. Chúng sanh dướng tai nạn, thân khổ bức gian nan, Quan Âm sức trí diệu năng cứu khổ thế gian. Thần thông lực phi thường, Quan Âm nhiều phương tiện, các quốc độ mười phương, không cõi nào chẳng hiền, các loài trong đường dư, nhờ lực niệm Quan Âm. Tam đồ cùng tứ khổ, khiến thoát khỏi lần lần, chân quán thanh tịnh quang. Trí huệ quán rộng lớn, bi quán từ quán chung, tường nguyện tường chiếm ngường, thể sang suốt không dơ, mặt trời tuệ phá mờ, năng cử tay gió lừa, soi sang khắp trần nhơ, thể bi như sấm nổ, lòng từ tở mây giăng, rưới mưa pháp cam lộ, diệt lửa phiền lao trần, kiện thưa đến cửa quan, trong trần quân kinh hoàng. Nhờ lực niệm Quan Âm, kẻ oán đều lui tán, tiếng diệu tiên quan thê, tiếng phạm tiên hải triều. Tiên thế gian khó tì, nên phải niệm thương nhiều, niệm niệm chớ nghi nan. Quán Âm là tình thánh, hay là chỗ dựa nương, cho kẻ trong khổ cảnh. Đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, rộng không lường biển phước, nên kinh lệ chí thành. Có Bồ Tát hiểu danh trì địa, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng: chúng sanh nghe lực Quán Âm thần thông thị hiện, phước tăng nghiệp mòn, khi Phật nói phổ môn diệu phẩm, chúng hội đông bốn vạn tám ngàn nghe rồi đều thái phát tâm. Bồ đề vô thượng thầm thâm diệu quyền, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh,
từ bi thuyết pháp độ khắp mây tình, theo lời khẩn nguyện cảm ứng tùy hình. Tám nàng tiêu diệt bốn biển an bình, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, hiệu viên thông danh tự tại Quán Âm Như Lai quảng phát hoàng thể nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, nhất niệm tâm vô quái ngại Quán Âm Như Lai thường cử Nam Hải nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, trụ ta bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tầm thỉnh cứu khổ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, hàng tà ma trừ yêu quái Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, thanh tịnh bình thủy dương liệu Quán Âm Như Lai cam lồ sai tâm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, đại từ bi năng hỷ xả Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, trú giả tuần vô tồn hoài Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, vọng Nam Nhâm cầu lễ bái Quán Âm Như Lai và tòa giải thoát nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, tạo pháp thuyền du khổ hải Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tiền Trang Phan Hậu Bảo Cai Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Toại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị nguyện. Viên thông hiệu quý đại sĩ Quán Âm mười hai nguyện lớn quảng đại cao thâm, vào nơi khổ hải đổ cõi mây tân cầm thinh cứu khổ chung chúng hiền thân. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần. Lào lào một tâm thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà dành tâm mây lặng trong sáng suốt. Cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quá chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát dân quán tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thấm vào trí huệ mở thông. Xoay thấy năm quận đều không có gì, đổ tất cả công chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sắc, không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Thấy sắc tướng cùng đồng không tướng, à không tướng y như tượng sắc kia. Có tướng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tâm về chân không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trân. Chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân, giống không ngủ uẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần, cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới. Biết hoàn toàn thức giới cũng không, tấn công sang suốt đại đồng vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, muốn chi là hết chết và sao, từ đây cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắc chi, do vô sở đắc ly tất cả. Nhân pháp kia đều xả nhị không, dẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố, tức ta lìa mộng tưởng đau điên. Tâm không rốt ráo chú duyên niết bàn, quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bát nhà. Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân, cho hay bát nhã là hơn pháp môn, tôi thẳng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ây chú tối thượng ngoại linh, ây chú vô đẳng tinh tinh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ. Thức tình lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế ba la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha.
sám Quan Âm. Cơn sông gió nổi trôi chiếc bách, một mình ta vừa lắc vừa bơi. Chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tây độ, dùng sắc thân giải dỗ người mê. Ấy là do thổi mây về nước trao sóng dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, nước hương thơm miều mỹ tòa son. Ví như thể mẹ tìm con cảm thông, ứng nghiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quán thế bố thí này một thể ban ra. Thí thân nào có nãy hà, phải duyên ta thí để mà độ sanh. Chư Bồ Tát thường hành lục độ, cơ duyên này nhiều thuở bố di. Hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi các ngày độ cho. Thưa Phật ấy nào đó nào lường, biết mấy đời đã hưởng đặc ân. Đã đành là sự thí thân thí tài thí pháp cũng cần như nhau. Tài pháp thì còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mộng chẳng nương. Đã cho thì chớ có tường thọ, thì chớ nghĩ sự thường dung không. Lòng bác ai cố công rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ ta hàng trăm lo hành đạo vất thắng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát chư Phật đều một loạt hóa sanh. Ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành pháp vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thì, Phật tử này cố chỉ học theo. Thượng hành Bồ Tát ráng chèo lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thỉnh văn bỏ nhập vào Bồ Tát, lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng cao pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh đồng mà ra. Tựu trung có một một là Phật
thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tương thánh quang minh, đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tâm kiến tâm minh tựu thành. Bồ đề thọ vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không, có nhân duyên mới hiệp đồng hiểu, trong chân thể tỏ tường bồn lai. Phật tức tâm, tâm ta có Phật tâm, tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học cách thiền gia. Từ bi độ chúng hằng xa nguy nan, cứ già ta bà lại qua. Quan Âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lục độ trao mình ra ân, bố thí dẹp tình phân chia. Tam tạng kinh dạy kết lục trần, phá tan xiềng xích ái ân. Lo câu lục tự chuyên cần độ ta, đạo cảm ứng Phật ta dung hợp. Nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai, trăng trong nước tình không hai bóng lòng. Trên liên tỏa chính tầng hé nở, tấm lòng thành một thuở hóa sanh. Sanh làm Phật, Phật độ sanh, nhìn dương nước tình anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc dương gia, Quan Âm cũng chỉ người ta, thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật hiền thánh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến niết bàn. An tức tình, tình là an, hiểu trong tâm trí thấy tràn hạt sen. Khắp lục đạo người chén kẻ lân, biển trầm luân mê tánh cho vui kìa. Lầu các nọ cao ngôi ba hơi, kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng, trao câu niệm Phật để hồng độ thân.
ao thất bảo trân châu mà não cựu liền qua ngôi báo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài ráng công tu luyện có ngày quá sanh. Đừng mênh tiếp nam thành thế giới cõi diêm phù tội lỗi mê tân. Cố công tham cứu học lần Di Đà miễn niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thành độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bất ly thân sống mê thoát đặng quá thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời bước lên bờ giác thành thơi an nhàn. Quan Thế Âm quay thần lòng lòng khắp thế gian đều trọng danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quan. Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành hễ ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dù bình trọng liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cùng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi dương gian. Hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao. Chọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy.
luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiền, đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Quay thần linh hiện không hai, tầm thinh cứu khổ chẳng này công lao. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ dân đời, dắt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen báu đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thinh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. Ừ.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô